chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hohenie phát cuồng trước màn thể hiện xuất thần của Hoa hậu Khánh Vân tại Miss Universe. Sáng ngày 15 tháng 5 theo giờ Việt Nam, bán kết cuộc thi đã diễn ra với màn tranh tài của dàn chiến binh cực mạnh đến từ khắp nơi trên thế giới. Với ba màn trình diễn ấn tượng, đại diện Việt Nam Nguyễn Trần Khánh Vân tiếp tục nhận được rất nhiều sự chú ý, cổ vũ bởi màn thể hiện vô cùng tự tin, thần thái, sang chảnh ngút ngàn. Trong đêm bán kết cuộc thi, Khánh Vân đã có phần thể hiện vô cùng xuất sắc với trang phục áo tắm và trang phục dạ hội. Không chỉ nhận được sự ủng hộ của khán giả, mà quân đoàn các nghệ sĩ nàng hậu ở showbiz cũng không ngớt lời khen ngợi cho phần trình diễn của Khánh Vân. Hoa hậu Phương Khánh tiếp tục có động thái ủng hộ Khánh Vân tại bán kết Miss Universe 2020. Nam ca sĩ Trung Quân cũng dành nhiều mỹ từ để ủng hộ Khánh Vân. Lê Thúy xỉu với thần thái xuất thần của đàn em tại đêm bán kết. BB Trần hài hước khen ngợi Khánh Vân đã có màn thể hiện cực gắt. Á hậu Kim Duyên cùng họ chị em cổ vũ cho Khánh Vân. Hohenie tận hưởng ngày sinh nhật mình bằng việc thức dậy sớm để ủng hộ đàn em. Ninh Dương Lan Ngọc vỡ òa với thần thái quá xịn sò của Khánh Vân. Chung kết Miss Universe 2020 sẽ diễn ra vào sáng ngày 17 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.